Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Mê Khủng Long TV. Tôi là Dynoman, phát thanh viên của hãng thông tấn khủng long cổ dài. Một lần nữa chúng ta lại gặp nhau trong chuyên mục ARK vs thực tế. Mùa hè sắp đến và nói đến mùa hè thì không thể thiếu vitamin C. Đi biển luôn là một lựa chọn tuyệt vời cho mọi gia đình và mọi lứa tuổi. Tuy nhiên, nếu bạn cũng là một con đỗ nghèo khỉ như Dynoman thì đừng lo. Bạn cũng có thể đi biển thông qua màn hình trong game ARK với rất nhiều sinh vật thú vị mà bạn có thể gặp gỡ, thuần phục và biến chúng thành bạn đồng hành của mình. Tuy không được mát như tắm biển nhưng nghe cũng mát lòng mát dạ. Và sinh vật biển đầu tiên trong ARK được đem ra so sánh với thực tế sẽ là Megalodon, và cá mập siêu to siêu khổng lồ từng gieo rắc nỗi kinh hoàng cho các đại dương của đại tân sinh cách đây khoảng 23-3,6 triệu năm trước. Liệu vào game anh Meg của chúng ta còn giữ được vị thế bá đạo của mình hay không? Cùng chờ xem sẽ rõ nha. Nè, các bạn đã sẵn sàng chưa? Chúng ta hãy bắt đầu thôi. Nếu nước không phải là giới hạn của nó, Cacharodon Ultra Megalodon sẽ là một trong những sinh vật nguy hiểm nhất của hòn đảo. Hồ sơ ARK đã viết về Meg trong game như vậy. Nó được ví như phiên bản dưới nước của Tyrannosaurus, to lớn, hung dữ và tàn bạo. Mặc dù vậy thì đây được cho là những ví von hơi quá bởi trong game, nó không nhiều máu bằng Rex hay Spino, thậm chí cũng kém về chỉ số so với một đối thủ dưới biển khác là Mosasaurus. Về mặt tốc độ thì Meg có thể bơi nhanh hơn hầu hết các sinh vật trên cạn khi xuống nước, nhưng nếu so với những đối thủ dưới nước khác thì có vẻ tốc độ không phải là lợi thế của Meg khi chỉ là 400 và nó dễ dàng ít khó những quái vật dưới nước khác như Mosasaurus hay Ichthyosaurus. Tuy nhiên, nó cũng có sự lợi hại nhất định với sát thương gây chảy máu và Pack Bonus cộng 8, nên khi có nhiều con Meg ở gần nhau thì đó sẽ là một thế lực không thể xem thường. Một điểm cộng khác là người chơi có thể sử dụng Meg với Tech Saddle giúp chúng có nhiều giáp hơn. Do sở hữu một cơ thể khổng lồ, Meg cần một lượng lớn thức ăn để nuôi sống bản thân, và do đó nó tấn công hầu hết mọi sinh vật trong tầm mắt ngay lập tức, chỉ trừ các loài cá nhỏ vì ăn chả bỏ dính răng mà lại tốn năng lượng. Trong game, Meg thích sống ở vùng nước sâu và hiếm khi di chuyển đến các vùng nước nông. Chúng hung hăng và có thể bị kích động bởi người chơi từ một khoảng cách rất xa, và do đó sẽ không hiếm gặp những trường hợp người chơi phải bất ngờ đối mặt với nhiều con Meg cùng một lúc. Trong game ARK thì vậy. Còn nếu so sánh với những thông tin thực tế chúng ta có về Megalodon thì sao? Có lẽ, Meg là một trong những trường hợp PDAT của ARK khi bị xìm hàng khá nhiều so với những gì chúng ta biết về Meg trên thực tế. Chính các game thủ dù là fan của Meg hay không cũng phàn nàn khá nhiều về điều này. Biết là Meg trong game được coi là một loại khác rồi, nhưng tại sao trong khi các con khác vào game được buff khá nhiều so với thực tế, ít nhất là về kích thước, còn Meg thì lại bị dịp thảm hại như vậy? Trước hết, chúng ta hãy nói về cái tên. Megalodon có lẽ là một trong những sinh vật hiếm hoi mà chúng ta biết đến qua tên loài nhiều hơn tên chi. Danh pháp hai phần đầy đủ trong thực tế của Megalodon là Otodus Megalodon, và trong game là Cacharodon Ultra Megalodon. Tên loài khác nhau thì là chuyện bình thường, nhưng tại sao tên chi trong thực tế là Otodus và trong game lại là Cacharodon? Nguyên do là bởi lịch sử phân loại của Megalodon hơi phức tạp một chút. Suốt một thời gian dài là sự tương đồng giữa răng của Meg với cá mập trắng lớn, nên họ xếp Meg vào cùng một chi với cá mập trắng lớn, đó là Cacharodon. Tuy nhiên sau đó thì các nhà khoa học lại nhận định rằng sự tương đồng này do tiến hóa hội tụ, và thực chất Megalodon thuộc về một họ khác, một chi khác cá mập trắng lớn. Chi này gồm những loài cá mập lớn đã tuyệt chủng gọi là Otodus, và do đó ngày nay Megalodon có danh pháp hai phần đầy đủ là Otodus Megalodon. Sự thay đổi này chỉ trở thành chính thức vào khoảng năm 2015-2016, tức là sau khi game ARK được phát hành và không được nhà phát hành cập nhật vào game. Vì vậy, phiên bản Meg trong game vẫn được gắn với chi Cacharodon. Cũng chính vì lịch sử phân loại này mà trước đây, hầu hết mọi người đều nghĩ đến Meg như một phiên bản quá khổ của cá mập trắng lớn. Wiki của game ARK cũng nói như vậy. Tuy nhiên, sau này các nhà khoa học dần thay đổi quan điểm và cho rằng điều này không đúng. Cái khó cho việc nghiên cứu Megalodon nằm ở chỗ chúng là cá sụn. Sụn lại dễ phân hủy hơn xương, và cho đến nay, chúng ta vẫn chưa có một bộ xương Megalodon hóa thạch nguyên vẹn nào. Thậm chí những thứ tốt nhất mà chúng ta có chỉ là răng và thân đốt sống của nó. Các bản phục dựng Megalodon mà chúng ta nhìn thấy hầu hết đều dựa trên cơ thể của cá mập trắng lớn. Thế nhưng vào đầu năm nay thì một nghiên cứu mới cho rằng Megalodon có lẽ sở hữu cơ thể mạnh hơn và dài hơn. Nghiên cứu này cũng cho rằng bản mẫu để phục dựng Megalodon nên là cá mập Mako, chứ không phải là cá mập trắng lớn. Do đó mà các ước tính của Meg cũng sẽ có sự biến động rất lớn. Trước đây dựa trên cá mập trắng lớn thì người ta ước tính Megalodon có thể đạt chiều dài từ 14 đến hơn 20 mét, một con số khổng lồ.
Còn nếu nghiên cứu đầu năm 2024 chính xác thì chúng có thể còn dài hơn nữa, thì chúng ta hãy chờ xem. Trong khi đó thì phiên bản Mac trong ARK chỉ dài khoảng 16m, và do đó Mac trong ARK không những không được thổi phồng về kích thước mà còn bị nhỏ đi, một điều khá đáng tiếc cho con cá mập này. Vì bị thọt về kích thước nên Mac trong game khó có thể giữ được vai trò động vật săn mồi đầu bảng như chính Mac trong thực tế, vốn gần như không có đối thủ về kích thước. Không chỉ vậy, trong khi setter của Mac trong game chỉ ở mức tầm trung, thì Mac thực tế được đánh giá là có lực cắn mạnh nhất trong thế giới động vật, lên đến 182.000 N. Lực cắn của T-Rex trong thực tế ước tính chỉ khoảng 35.000 N mà thôi. Tốc độ của Mac theo ước tính không phải quá nhanh, nhưng cũng không đến nỗi quá thọt so với các quái vật biển khác như trong game. Chẳng hạn như Mac ước tính có tốc độ 18 km/h, thì Mosasaurus là 23 km/h vậy. Một số điểm khác biệt nhỏ khác. Mac trong game có thể rơi vào trạng thái ngừng như các sinh vật khác, nhưng trong thực tế thì cũng như các loài cá mập, Mac không thể ngừng bơi vì nếu ngừng bơi chúng sẽ chết. Mac trong game có thể gầm với âm thanh nghe giống như tiếng hổ gầm hay sư tử gầm, nhưng trong thực tế thì cá mập không thể gầm hay kêu. Bạn có thể thuần phục Mac trong game, nhưng trong thực tế cá mập về cơ bản là cá và chúng sống theo bản năng, bạn không thể thuần phục hay huấn luyện và cưỡi chúng. Thế nên ở ngoài đời đừng làm thử như anh thọ ngộ đường lưỡi bò nha, mất xe không nào ngừng hay. Vừa rồi là một vài so sánh thú vị giữa Mac thì bạn trong game ARK và những thông tin thực tế về siêu cá mập này. Hy vọng các game thủ sẽ có những giờ chơi game vui vẻ với Megalodon, cũng như có thêm vài kiến thức bổ ích. Nếu thấy video hay thì đừng quên nhấn đăng ký và theo dõi để cập nhật video mới nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của Megalodon TV.